Trời ơi là trời, thật không thể nào chấp nhận được, không thể nào chấp nhận được. Mấy bạn ơi, mấy bạn có biết gì không? Thời tối hôm qua, sau khi mà Phong livestream Free Fire xong cho các bạn xem á, à quên nữa, hiện tại Phong đang có một cái kênh Free Fire á các bạn. Mấy bạn nào mà muốn coi Free Fire có thể qua bên kênh đó của Phong nha. Kênh này có tên là HR Phong Cận á các bạn. Các bạn có thể qua bên kênh này để xem nha. Đó, mình chỉ quảng cáo vậy thôi. Đó, thì sau khi mình livestream xong á các bạn, thì mình chuẩn bị đi ngủ rồi, để cho sáng mai mình còn quay video mini quay cho các bạn xem. Thì chưa kịp đi ngủ hết trơn thì ông Rô ổng kế bên nhà mình, ổng hát karaoke sầm luôn, ổng hát cái gì mà gọi là Tết đến rồi gì tùm lum la, ông hát ồn ào gì đâu luôn trời. Cho nên mình bực bội quá, hôm nay mình phải qua mình máng vốn ổng mới được các bạn ơi. Chứ cái kiểu này riết rồi cái đầu mình không ngủ được rồi, riết mình bị khùng luôn á trời. Ôi trời, phải qua gọi là chửi ổng mới được. Trời ơi trời, không thể nào chấp nhận được. Qua coi. Ủa ai hả? À? À, ủa? Tôi nhà. Ủa gì hả? Ủa sáng sớm đi đâu vậy? Trời ơi trời, bà nhắc gì, tôi đang tức rồi, bà nhắc tôi còn tức hơn á nè. Tôi đang qua nhà ông Rô nè. Qua nhà Rô làm gì? Qua nhà ăn đồ ăn đúng không? Trời ơi, vậy mà không rủ tôi gì trơn vậy nè. Ăn đồ ăn cái đầu bà chứ, ăn đồ ăn suốt ngày cái đầu bà cứ nghĩ ăn không à. Tôi qua bên nhà ổng với tôi máng giống ổng. Bà biết không? Hồi tối hôm qua ổng hát karaoke sùm luôn, tôi ngủ không được luôn chơi, nhưng mà tôi phải qua tôi đập cái nhà ổng luôn, tôi đập dàn karaoke ổng luôn. À, thì ra cái tiếng ồ mà tết đến rồi là của ông Rô hả? Đúng rồi, ông Rô hát cho ai nghe bực bội hết sức luôn á. Rồi, đi, tôi đi với ông. Bây giờ tôi với ông đã qua xử ổng. Trời ơi, tôi hồi tối là tôi cũng mắc ngủ với ổng nè. Rồi ok, thôi mấy bạn ơi, nói chung là cũng may mắn là ông Rô cũng hát karaoke chứ không phải là Timmy hát karaoke á. Timmy là người hát karaoke, chắc cái làng này nó nổ banh chành luôn các bạn. Gì á? Hả gì? Đâu, tôi có nói gì đâu. Trời, tôi nói là Timmy đẹp, Timmy đẹp. Là em đây đừng có ngụy biện đồ lương lẹo. Nghĩ sao vậy, nói người ta hả vậy? Thiệt ra là tôi giận ông Rô là bởi vì ông hát không đủ tôi qua hát chung á ba. Trời. À, vậy thôi tốt hơn mình nên lên đập cái dàn PC của ổng, đập cái dàn karaoke của ổng. Ok. Cái gì? Oh my god, cái gì đây? Trời ơi. Lamborghini. Trời ơi, Lamborghini nè Phong ơi. Trời, hình như là hả? Ông Rô ổng mới mua á Phong. Trời ơi Timmy ơi, ông Rô sao dạo này ổng giàu quá vậy? Ông mua được Lamborghini luôn nè. Trời, giàu luôn, tháng 7-8 triệu mà vậy là Phong hiểu rồi giờ. Trời ơi trời, mấy bạn ơi, các bạn biết không? Phong cực kỳ gọi là thích Lamborghini luôn á bạn ơi. Vậy mà bây giờ ông Rô ổng mua trước Phong luôn rồi. Chán ghê luôn á trời. Có Lamborghini mà hôm qua rủ anh em lái chung. Trời ơi trời, Rô này ích kỷ. Tức quá chắc mình đập luôn cái xe Lamborghini của ổng luôn á. Phong. Hả gì nữa? Hấp dẫn nè. Ở đây có cái gì nè, hình như thấy có cái lỗ gì nè. Hả à, gì có cái lỗ gì? Ủa. Có cái lỗ. Trời cái lỗ gì á? Có cái hối mà cái gì? À mày đẩy tôi. À trời ơi là trời, đây là đâu vậy? À, nhức đầu quá. Ủa. Khoan. Trời ơi trời, mình rơi xuống cái hố nhà ông Rô của mình, bị rơi xuống đây chỗ nào vậy trời? Ủa cái gì vậy? Ủa? Quay đều. Ai Timmy ơi? Quay đều về những ngày ở gì? Trời, Timmy ơi, tại sao bà biến thành đàn ông luôn vậy? Bà có râu luôn kìa. Ủa tại sao tôi mọc râu luôn rồi vậy? Alo, cái gì vậy? Trời cái gì? Ủa đây là đâu vậy? Trời, ủa đây là đâu vậy ta? Ủa cái gì? Tại sao cái skin của mình nó biến thành cái con gì nhìn ghê quá vậy? Trời. Ủa khoan từ. Timmy ơi. Tự nhiên không, hồi nãy hình như là tôi nhớ là tôi với Timmy rơi từ cái hố nhà ông Rô xuống đúng không? À thì hồi nãy tôi tính đẩy cái mình ông xuống này rồi tôi dính luôn ba. Trời ơi, bà rơi xuống đây chúng tôi luôn hả? Ủa mà khoan, ở dưới nhà ông Rô mà nó có cái hầm gì nhìn ghê quá vậy? Trời ơi. Ôi trời, bên đây có lava luôn nè, cái gì mà nhìn ghê quá vậy? Ồ. Không, tôi biết nè. Vậy? Hay là linh vật con trâu, ông Rô là sinh năm gọi là tuổi con trâu nên ổng để con trâu ở đây nè. Ồ. Con trâu á. Trời ơi, cái này nhìn ghê các bạn ơi. Ủa bên đây có cái cửa gì nè các bạn. Đâu để mình mở ra thử coi. Ồ, có cái cần gạt nè. Mở ra. Wow. Trời ơi các bạn ơi, mình không ngờ luôn nha. Không ngờ rằng bên dưới nhà ông Rô lại có một cái hầm nó to như thế này luôn á. Trời, ông Rô xây cái hầm gì mà to dữ vậy trời. Ui, bên đây có tuyết luôn nè. Ôi ơi Timmy ơi, tôi nói Timmy nghe nè. Ông Rô này ổng xấu tính quá. Ổng có xe Lamborghini ổng chạy mà ổng không nói anh em, mà bây giờ ổng xây nguyên cái hầm dưới đây để ổng chơi gọi là chơi Noel quá trời tuyết nè mà ổng có không nói anh em luôn. Tuyết quá trời, quá trời tuyết luôn. Hả sao? Phong, tôi nói ông nghe là hình như ổng không có chơi Noel đâu. Chứ sao? Ổng nuôi cái con bự thù lù của ổng kìa. Cái con gì bự thù lù? Ô trời ơi. Siro ổng nuôi thú cưng hả trời? Ổng nuôi cái con gì mà to dữ vậy? Ơi Timmy ơi, cái con này hình như là
hình như là cái con này nó to gấp mấy lần tôi với bà luôn á. Ờ, ông không biết nó bự vậy à, bởi vậy nó mới chui vừa cái nồi lẩu nhà tôi. Hả? Cái con này là phải nấu được 10 cái nồi lẩu nhà tôi á, trời ăn chắc đã lắm luôn á. Trời ơi cái bà này, bây giờ bà còn nghĩ đến chuyện ăn nữa, cái con này nó ăn thịt bà thì có chứ bà làm sao bà ăn thịt nó được. Sao thôi chắc bây giờ mình về đi Timmy ơi, sợ quá. Trời cái gì, trời ơi nồi lẩu của tôi thấy trước mặt rồi kêu về gì nồi lẩu vô miệng rồi, ông phải để tôi, ông để con, ông cho tôi nè. Timmy mày đứng đó. Mày ra đây, mày chết. Timmy ơi, cẩn thận. Đừng đụng vô nó. Ôi. Ô! Trời ơi. Ôi. Timmy, Timmy bị con này nó thổi ra cho có một cái hơi gió mà Timmy đóng băng luôn bạn ơi. Trời ơi, cái con này là quái vật rồi chứ phải là con bình thường nữa. Ok được, mình có cái nỏ này để mình bắn đó. Mày hả mày? Ui, chúng nó rồi. À, Timmy lấy cái nỏ ra bắn nó, lấy cái nỏ bắn nó. Ấy. Mày hả mày? Chết nè. Bắn nó. Mày hả mày? Ôi cái con này nó to mà. Con... Timmy ơi, cái con này nó to mà sao đi chậm quá. Nó chậm này. Ai à? Rồi xong, đóng băng luôn rồi. Ai à, trời ơi bạn ơi, mình với Timmy bị con này nó đóng băng luôn rồi. Đồ, quái vật. Chạy. Giết nó. Giết nó. Mày hả mày? Mình không phải là đối thủ nữa đâu Phong ơi, chạy đi. Mình có kiếm mà, mình sợ gì nó, cái con này nó to vậy thôi chứ nó đi chậm rì à, mình cứ quýnh nó đi Timmy. Mày hả mày? Ê, ông bỏ nó đi, tôi bỏ tôi đi, bye bye Phong nha, tôi sợ chết lắm. Ê Timmy ơi, tính ra cái con đó chị dí của mình bà. Anh mày, mày không dí thằng Phong mà mày dí tao mày. Timmy, Phong chỉ nè. Bây giờ ở chỗ này nó có lava nè, còn cái con này thì nó ở trong băng, cho nên giờ có cách để giết nó nè. Bây giờ Timmy chỉ cần chạy từ chỗ lava đi, cho nó dí theo Timmy, sau đó Phong sẽ đẩy nó xuống lava, hiểu không? Ok, chạy đi, chạy đi. Lava, đúng không? Chạy đi, lại cái chỗ lava đó. Nhanh đi. Tôi nhảy xuống không? Bà nhảy xuống là bà biến thành heo quay nướng luôn á chứ bà nhảy xuống gì, để tôi nhảy xuống. Đi, mày hả? Mày hả mày? Chết mày chưa? Ui nó cháy kìa. Đừng cho nó lên. Mình bắn nó, đừng cho nó lên. À, cái con này ở tim mày bây giờ nó biến thành nồi lẩu thiệt luôn rồi đó. Ừ, đây là nồi lẩu lava, còn cái con này mọc hai cái sừng dài. Bắn nó. Mày hả mày? Ủa, Timmy ơi, hình như cái con quái vật này có tên là Mập Đu Đum, Timmy à? Tên Mập Đu Đum. Ê, có khi nào ông Rô đã bắt con mập biến thành con quái vật không? Trời ơi mấy bạn ơi, có khi nào mập biến mất, mập bị mất tích mấy ngày nay là do ông Rô gọi là cho mập uống cái thuốc gì đó xong mập bị biến thành quái vật không? Trời ơi, thật là kinh khủng. Ôi, thôi trong mập bọn mình phải giải mã được cái khu này bạn ơi, phải đi giải mã cái khu này mới được. Ok, rồi để mình qua đây mình coi bên khu này còn gì nữa không. Ê, trời ơi, lạnh quá trời quá đất luôn, trời không hiểu sao cái con á sống được trong đây luôn á Timmy. À mà khoan, mình có cái bánh hamburger này mình ăn đi Timmy, ăn vô thôi, tí nữa bà bị chết đói á. Nè tôi còn có năm thanh thức ăn rồi, tôi phải ăn vô mới được. Đó, ăn vô. Ông thấy là cái chân tôi đi mà nó bốc khói xanh ra là hơi lạnh nó ra. Trời ơi, người tôi nó lạnh, tôi sắp gọi là bốc cháy luôn rồi nè. Ôi, bà coi tôi nè, người tôi nó bốc lửa, thấy không? Đó, Phong cận hấp dẫn nên nó bốc lửa luôn rồi. Ơi, tôi mạnh lên rồi đó. Ok, bây giờ mình qua đây coi. Ôi, có còn cái cửa nè, tôi mở thử nha. Đó. Sao mà cái hầm nhà ông Rô nó to dữ ta, nó to nữa mà thấy được bầu trời luôn nè. Wow. Ôi. Ê, tôi thấy con nó quen ta. Ê Timmy ơi, bây giờ tôi thấy có con gì nữa kìa. Không, hồi nãy là tôi thấy là con bự mà tôi nhìn lại tôi mới thấy là ui, trời ơi, nó to còn bằng y chang cái con hồi nãy luôn. Ui, không ơi. Timmy ơi, cái con này nhìn nó mặc đồ áo giáp được cái kiểu mà ui, nhìn ghê quá à. Ui, khoan từ, hình như cái con này tôi thấy nó hình như là nó có tay, có chân, nó có cái đầu giống y hệt như con người nè. Tôi nghĩ này là người á, để tôi thử nói chuyện với nó thử coi. Phong, gì? Cẩn thận nha, tôi thấy nó cầm cái lưỡi rìu của ông mà nói chuyện hả? Ông coi chừng á, nếu mà ông nói mà nó vô ý nó làm rớt cái rìu cái là ông bay đầu luôn á. Trời, yên tâm đi, thằng này chắc là người nước ngoài nè, để tôi nói chuyện với nó. Hello, what's your name? My name ăn cà lem không? Ai ấu ấy, ôi nó chém tôi, Timmy ơi. Tôi nói rồi mà, chắc chắn đây không phải là một nồi lẩu ngon rồi, bởi vì thôi đi về đi Phong ơi. Timmy ơi, bây giờ nè, bây giờ bà hãy chạy lại đâu đó, bà quýnh nó đi. Tôi là con trai tôi nhường bà quýnh nó đi. Cái gì mà nó lại coi. Tôi kêu là tôi là con trai tôi nhường bà quýnh nó đó, bà quýnh nó đi, tôi nhường bà. Con trai tôi nhường quánh bây giờ. Không thiệt mà, thôi giờ cả hai đứa mình đều quýnh nó luôn. Quýnh nó. Đừng. Nhảy vô. Timmy cố lên. Timmy cố lên. Một mình tao chấp hết. Timmy cố lên. Ôi cái gì vậy? Đúng rồi. Ê, sao cái con này nó không quýnh Timmy mà nó cứ đuổi theo mình quá bạn ơi. Ôi, nó cầm cái rìu to quá, nó mà quơ phát
chắc mình bay đầu luôn á trời. Ê Tiệp ơi, cứu tôi với, nó đuổi theo tôi nè. Không, chạy qua đây nè, chạy qua đây, đừng có đi qua đó, chạy qua đây. Tôi vừa mới thấy bên này là lava nè, chạy qua đây. Hả? Cái gì? Ở bên bức tường đó là cái lava hả? Chạy qua đây. Khoan, từ từ. Nếu như bên bức tường này là lava thì ok, tôi hiểu rồi. Bây giờ bọn mình hãy dùng chiến thuật đi. Bây giờ bọn mình yếu hơn nó thì bọn mình gọi là không quýnh nó được, hiểu không? Bọn mình sẽ dùng chiến thuật. Ê, chạy, tôi chưa kịp nói gì nó chạy tới rồi. Chạy qua đây nè, giờ sao? Bà bị ngu quá, bà chạy qua đó là bà biến thành heo quay luôn á, bên đó là lava mà. Bây giờ là tôi chỉ nè, Tê Mi, bây giờ bọn mình giữ cái con này nó chạy lên bức tường rồi nè. Xong y như hồi nãy luôn. Nếu 1 2 3 mình đẩy nó qua bức tường là nó sẽ bị cháy lava bên bên bức tường, hiểu không? Okay, để tôi. Mày lại đây. Lại đây cái con kia. Lại đây, lại đây. Đẩy nó vô. Sao nó ra ngoài nữa nè. Đẩy nó vô. Mày hả mày? Trời ơi bạn ơi, trong cái hầm nhà ông Đô sao quái vật nhiều quá vậy trời. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng nè, là mấy con quái vật này nó to vậy á, cho nên là bọn mình là sức người rồi, bọn mình không thể nào mà chiến đấu với nó được. Cho nên là bọn mình phải dùng bằng trí thông minh, bạn hiểu không? Đó, bạn thấy mình thông minh không? Từ nãy giờ mình đã nghĩ ra được rất nhiều cách để tiêu diệt quái vật. Có mỗi mình Timmy là Timmy không nghĩ ra được gì hết. Tại vì Timmy núp. Ồ, Timmy đù mọi người à. Bạn nói gì cơ? Nói bạn à, Timmy đù quá chứ vậy. Ui, Timmy tấn công mình các bạn ơi. Vô văn quá. Thôi, mấy bạn ơi, thôi. Nói chung là mình không muốn gọi là đi dạo chơi ở bên dưới cái hầm nhà ông Rô đâu. Cái hầm gì đâu mà quái vật không mà. Tôi không muốn ở dưới đây đâu. Thôi tôi về nhà đây. Tôi không muốn ở đây nữa đâu các bạn ơi. Cũng may là do mình thông minh á, mình tìm được cách mình đẩy con quái vật kia qua bên cái hầm lava bên kia á. Thôi là tí nữa nó ăn thịt mình với Timmy luôn á trời. Thôi được rồi. Cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà các bạn thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè. Và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh YouTube của Timmy cùng với các thành viên của Hero Team và B Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Ok, để mình nhốt Timmy đây luôn. Tạm biệt Timmy nha, mình về nhà đây. Ok, bye bye mọi người, yêu anh em phải nồi. Mình về đây, chết rồi, Timmy nó đuổi theo mình các bạn ơi. Timmy nó còn kinh khủng hơn là quái vật nữa. Nó phi dao mình.